Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về tử vi thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày Kỷ Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày kỷ mùi tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi quý sửu ất sửu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành màu cục Xung với xỉu, hình xỉu, hại tí, phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi đinh xỉu, ất xỉu, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tí, giáp ngọ. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao ngọc đường hoàng đào, tốt mọi việc, sao ngũ hợp, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang trải qua một ngày thường xuyên nóng nảy và cáo kỉnh do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại gây ra. Bạn mệnh tuổi tí tự cho rằng mình là người hữu vấn đề nhất, cho nên chỉ thích làm theo ý của mình mà không muốn nghe theo những lời khuyên của những người khác. Nhưng cái tính ưu ngạnh này của bạn tuổi Tý là nguyên nhân chính khiến cho bạn dễ mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân. Do đó, bạn cần phải thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, bắt tay vào làm việc gì thì phải thật tập trung, chú ý, không nên chủ quan, lơ là, tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thổ khác với Thủy cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng không được máy hòa hợp. Và để cải thiện tình trạng này, với bà tử tí cần phải dành thêm thời gian để lắng nghe, trò chuyện với người ấy, không nên tiếp tục thở ơ coi như là không có vấn đề gì xảy ra như vậy được vài từ vi tuổi giáp tý thuộc kim thường xuyên nóng nảy và cáo kỉnh từ vi tuổi bính tý thuộc thủy tự cho rằng mình là người đúng đắn nhất từ vi tuổi mậu tý thuộc họ, dễ mắc bẫy của kẻ tiểu nhân từ vi tuổi canh tý thuộc thổ không nên chủ quan lơ là trong công việc từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc dành thời gian cho nửa kia nhiều hơn vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi uh, xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất Sửu mùi, cái điều này gây ra những tác động không tốt cho sự nghiệp của bạn ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Sửu bỗng trở nên kiêu ngạo, thích thể hiện, thậm chí là ba hoa về những điều mà mình chưa rõ ràng, đây có thể trở thành nguồn cơn khiến cho bạn gặp phải rắc rối trong ngày. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu cần phải cân nhắc kỹ trước khi nói, tránh tình trạng hành động nóng vội, khiến cho người khác có cái nhìn sai lệch về bạn. Hẳn, bạn cũng không muốn đưa ra những quyết định sai lầm, phiền người khác phải khắc phục hậu quả của mình nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu đang có được sự may mắn trên phương diện về tài lộc. Bạn tuổi Sửu có thể phát tài dù chỉ dựa vào vận may của mình, song bạn không nên vịn vào đó để nảy sinh thái độ há miệng chờ chờ sung, hưởng thành quả mà không bỏ ra sức lao động vai tử vi tuổi ất sửu thuộc kim quá tự tin về khả năng của mình tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy không nên sống quá phụ thuộc vào điều gì tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi tan sửu thuộc thổ không nên cải cọ bất đồng với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc phát tài dựa vào vận may của mình Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi dần cần phải kìm chế lòng tham của mình, không nên dao động vì những lợi ích được bày ra trước mắt. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, có như vậy mới tránh xa được thị phi rắc rối xảy ra với mình. Ngoài ra, với bạn tuổi dần, bạn là người thẳng thắn nên dễ nói ra những lời hoặc là có những hành động gây mất lòng mọi người xung quanh. Bạn cần phải chú ý rèn luyện cách cư xử của mình bởi đó có thể là hoàn đá cản bước bạn đi tới thành công. Và ngày này đối với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khác. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không được như ý muốn. Dù bạn có đang ức chế vì những chuyện ngoài xã hội đi chăng nữa, bạn cũng không nên to tiếng với nửa kia mà nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn. To tiếng có thể gây ảnh hưởng xấu tới bầu không khí gia đình nữa. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, không nên mở mắt vì đồng tiền hoặc là quyền thế. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, mau thuẫn, sâu sát với đồng nghiệp hoặc bạn bè từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ tránh xa những thị phi rắc rối trốn công sở từ vi tuổi canh dần thuộc mộc chú ý tới cách ăn nói hành sự của mình từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ những sự bất đồng về đánh giá của ba tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi tốt, tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi phù trợ, cho nên công việc của bạn tuổi Mão đang tiến triển rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, để lập ra những kế hoạch thực tế hơn thì với bạn tuổi Mão cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân và tình huống cụ thể trước mắt. Và với bà tuổi Mão, khi đứng trước những quyết định trọng đại, bạn mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn. Bởi lúc nào, mọi người cũng sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Nhiều người cùng suy nghĩ, bao giờ cũng đem lại kết quả tích cực hơn một mình mình mình, mình bạn. Và xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Mão, hôm nay là một ngày thích hợp để cho bạn khởi công xây dựng tuy nhiên bạn cần phải tránh công việc như là khai trương di chuyển nếu như có kế hoạch bắt đầu công việc kinh doanh buôn bán thì bạn cũng nên lùi lại để chọn thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc tiến triển thuận lợi từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa đánh giá khả năng của mình chính xác hơn từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh từ vi tuổi tân mão thuộc mộc không nên mở hàng khai trương trong ngày hôm nay từ vi tuổi quý mão thuộc kim tin tưởng hơn vào mọi người Vài đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có chính tài năng đỡ, cho nên bạn tuổi thìn có thể nhận được một phần thưởng xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Cấp trên luôn quan tâm tới bạn và bạn nhận ra đây là thời điểm để cho bạn có được những món quà để khích lệ bản thân mình. Ngày này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán, cũng làm khá tốt những công việc trong ngày hôm nay, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên cửa hàng lúc nào cũng có người ra vào nườm nượp, bạn có thể bắt ra đầu suy nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh của mình, cũng sẽ hứa hẹn cho bạn được nguồn thu lớn lớn trong tương lai bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với ba tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới khá chi là tốt đẹp nếu như ai đó có ý định tiếp cận bạn nên mở lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao biết đâu đó chính là nửa kia mà định mệnh dành cho bạn thì sao về từ vi tuổi giáp thìn, thuộc họ được cấp trên đánh giá cao nhờ thành tích trong công việc. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ ra. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, nên cho mọi người cơ hội. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, tuổi tí. từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vườn. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bà tuổi tỵ với nửa kia đang tiến triển rất chi là tốt đẹp. Bạn có được sự thấu hiểu với nửa kia và luôn nhận ra những cảm xúc bất thường của người ấy để có thể được như vậy là nhờ đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Nếu như có người chân thành đến với mình thì bạn hãy thử cho đôi bên một cơ hội, đừng có tiếp tục nhốt mình trong thế giới riêng như vậy nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn đang có điểm, à, bạn sẽ bị cấp trên chèn ép. Tránh vui chẳng sáu mặt nào, nếu có thể bạn cần tránh tiếp xúc với những người có quyền cao chức trọng nếu như muốn trong ngày hôm nay không bị uh, khịn trách để có được một ngày bình yên với mình về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nhận được sự quan tâm để ý của người khác phái tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không nên nhốt mình trong thế giới riêng tử vi tuổi Tân tỵ thuộc kim bị cấp trên đồng nghiệp chèn ép Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tránh tiếp xúc với những người có chức quyền. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành nhị hợp cho nên bà tuổi ngọ gặp được nhiều may mắn nếu như đang làm trong những lĩnh vực đầu tư, kinh doanh buôn bán, làm ngày tự do trong ngày hôm nay. Nhờ có khả năng nhìn nhận, và đánh giá tình huống chuẩn xác mà bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng hứa hẹn trong tương lai. Bà tuổi ngọ, bạn cũng có được nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, cho nên luôn nhận được nhiều sự yêu mến. Và may mắn hơn, với những người mà bạn đã giúp đỡ vào lúc này thì có thể sẽ là quý nhân của bạn trong lúc khác. Ngày này với bà tử ngọ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn luôn tìm cách hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái của mình. Đôi bên tranh thủ nhiều hơn cơ hội để tăng cường giao lưu, trò chuyện với nhau và bạn tử ngọa không bao giờ mắng mỏ con cái dù chúng có làm điều gì sai trái đi chăng nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tìm được những mối đầu tư hứa hẹn từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ thường xuyên trò chuyện với bố mẹ con cái từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, năm sao, con số may mắn, số 3, số 9, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi mùi rất dễ làm ăn khám khá nhờ những công việc từ ngày tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn cảnh hiện tại của bản thân và hôm nay bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với mình bên cạnh đó với bạn tuổi mùi cũng là người luôn quan tâm và chăm sóc cho gia đình của mình bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người trong gia đình đồng thời chú trọng đến việc hâm nóng tình cảm giữa các thành viên nhờ vậy mà gia đình của bạn lúc nào cũng được hạnh phúc và ngày này với bạn tuổi mùi nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam đây là hai hướng giúp cho bạn công việc có được thuận lợi hơn giảm bớt những rắc rối không mong muốn xảy ra với mình Vai từ vi tuổi ất Mùi thuộc Kim, nhận được tiền thưởng từ các công việc nghề tây trái, từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, luôn cố gắng rèn luyện bản thân, từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, quan tâm, chăm sóc có trách nhiệm với gia đình, từ vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, từ vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, nên mở rộng các mối quan hệ xã giao. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ 6 này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cho nên, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ trở nên rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn mệnh dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới và nhờ vào những điểm mạnh của mình chỉ cần bạn mở lòng, bạn sẽ tìm được người ưng ý mà thôi. Tuy nhiên, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì lại cần phải giữ khoảng cách với những người đang có ý định làm thân với mình. Nếu như bạn buông thả cảm xúc nhất thời và ứng xử không khéo léo, bạn có thể để cho việc này gây ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thân cũng đang gặp ngày có chính quan nâng đỡ. Cho nên, đối với những bạn có chức quyền nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, bạn mệnh luôn nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công việc. Vì thế mà, việc gì vào tay của bạn cũng được giải quyết một cách gọn gàng. Vai từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy thu hút ánh nhìn của những người khác phái. Từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người. Từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ không nên buông thả thiêu cảm xúc. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim luôn nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Về đánh giá của bà tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ thì. từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vạn trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cho nên bạn sẽ vướng phải nhiều vấn đề khó giải quyết trong ngày. Và có thể kẻ tiểu nhân đang mang lại cho bạn có nhiều rắc rối khiến cho người khác có cái nhìn không đúng về những việc bạn đã làm và với ba tuổi dậu nếu chẳng may rơi vào tình cảnh như thế này bạn cũng cần phải giữ hết sức bình tĩnh có thể tránh để cho bản thân mình rơi vào trạng thái kích động làm ra những hành động gây hối hận về sau này bạn hãy để sự thật và thời gian chứng minh sự trong sạch của bản thân mình ngày này với bà tuổi dậu cũng đang gặp ngày có thổ sinh chua kim Vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang rất chi là tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày và bạn tin tưởng vào nửa kia cho nên mỗi khi có mơ vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra cách giải quyết cuối cùng hợp tình hợp lý nhất có thể. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy có kẻ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa không nên nóng nảy, hành động nông nổi. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ hãy đợi thời gian chứng minh bạn là người trong sạch. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim giao lưu, trao đổi ý kiến với mọi người nhiều hơn. Vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. từ vi tuổi tốt thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tuốt. xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuốt đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tốt xỉu mùi cái điều này khiến cho bà tuổi tuốt trở nên quá mức háo thắng, bạn không nghĩ tới cảm nhận của người khác mà luôn nói thẳng về những gì mình cho là đúng, cho nên rất dễ gây, gây tổn thương cho mọi người, đồng thời khiến cho bản mệnh vướng phải nhiều rắc rối nữa. Với những lúc gặp khó khăn trong công việc, bản mệnh tuổi Tuất cũng không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn. Bạn vốn là người tài giỏi hơn bạn nghĩ nhiều. Chỉ cần bạn quyết tâm Bạn sẽ dần dần khắc phục được Tất cả mọi khó khăn Và ngày này với bạn tuổi tuốt Cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng Cho thấy Nhiều khi bạn quá cố chấp Với những suy nghĩ của mình Khiến cho những việc vốn dĩ đơn giản Lại thành ra phức tạp Bạn cần phải quan sát vấn đề Dưới một góc độ khác Bạn sẽ thấy được nhiều việc trở nên dễ dàng hơn Rất chi là nhiều Về từ vi tuổi giáp tuốt thuộc họ không để ý tới cảm nhận của người khác từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên tự tin vào khả năng của mình từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc quá cố chấp với suy nghĩ của mình từ vi tuổi canh tuất thuộc kim đừng có phức tạp hóa vấn đề từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy không nên quá lo lắng khi gặp khó khăn vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi hợi, thứ sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ khác với thủy, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi với người nhà không được êm ấm cho lắm. Bạn mệnh có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai và trước mắt bạn hãy dành thời gian để xem lại những kế hoạch của mình xem sao trong mối quan hệ với nửa kia của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay cũng không được mấy êm đẹp. Đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau. Cả hai đều cần phải bình tĩnh ngồi lại và nói chuyện để tháo gỡ mọi vấn đề đang gặp phải. Vợ chồng không nên nghĩ tới việc thắng hay là thua. Và trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy đối với những bạn đang theo con đường học tập, nghiên cứu, kỹ thuật, con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được những bước tín lớn trong công việc, bạn được cấp trên giao cho nhiều trọng trách lớn lao và luôn cố gắng để không phụ sự tin tưởng của cấp trên nữa. Về tử vi tuổi ất hợi, thuộc hỏa, không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, không nên thất vọng với thực tại. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lành. Từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, được giao cho những công việc quan trọng. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, luôn cố gắng hết sức mình trong mọi mặt. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn, số 5, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi xửu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ้นเจ้าเวียงพลาย